Hello anh em, thì chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha. Thì có một số bạn á thì đang thắc mắc về cái con game Jugen Mobile này. Thì tiếng Việt của mình là Hiệp Khách Giang Hồ nha anh em. Thì mình đính chính cho em nha, cái con Hiệp Khách Giang Hồ này á là cũng là của nhà phát hành Wimix ra luôn nha anh em. Thì hiện tại bây giờ nó có rất là nhiều cái bản Hiệp Khách Giang Hồ ở trên đó. Nhưng mà thằng Wimix đó, nó đã gọi là nó mua bản quyền của con game này về thì nó cũng đã chau chút sơ lại, gọi là kiểu như chau chút game lại cho nó đẹp hơn, đồ họa nó đẹp hơn, nó skill nó làm là skill của class nhân vật đồ anh em. Thì nói chung hôm nay á, mình sẽ giới thiệu, thứ nhất thì mình sẽ giới thiệu sơ về con game này, và thứ hai thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái cách mà để anh em nhận cái quà trước của cái con game này nha. Thì do tại mình cũng tìm hiểu qua rồi, bây giờ hiện tại á là ở Việt Nam mình á, hình như là nó chưa có trên Shop Play hoặc là Apple Store của Việt Nam mình nha. Hiện tại là hình như mình thấy chưa có, mình tìm chưa ra. Thì để coi, để xíu mình tìm Tap Tap để coi để bên Tap Tap nó có chưa. Thì bây giờ trước mắt á thì con game này nó ra thì cái đồng của nó sẽ là đồng tiếp, đồng TG. Đây thì giống như mình là để trên màn hình cho em coi đây. Thì cái link con game này á, mình sẽ để luôn dưới phần mô tả trong cái video mình up lên cho anh em nha. Rồi nếu mà anh em ấy thì anh em có thể tìm hiểu sâu hơn về nó. Thì đây thì trước mắt thì đây, thì mình sẽ dạo qua trước vòng nghe rồi mình ấy. Thì đây cái đồng tiếp thì nó sẽ tương tự giống như là Mifor luôn. Thì cũng là một đồng chủ lực. Thì nó sẽ là một đồng tiếp, nó chuyển thành Wimix và Wimix đỏ, rồi thành Wimix xanh là có thể chuyển ngược lại nha. Chuyển đi chuyển lại. Rồi thì đây còn cái chỗ phần này á là nó nói chung tiếng Anh, cái đây nó là Event tiếng Anh vậy đây. Thì khi mà anh em đây, anh em phải cập nhật ví, đây là cái ví này, cái đây là cái Gmail ví của anh em, còn cái đây là cái địa chỉ ví của anh em. Thì tí nữa mình cái địa chỉ ví đây thì mình sẽ làm cái đây dễ mà, cứ ví dụ anh em khi mà anh em vô cái này, anh em hiểu cái chỗ này á, thì cái chỗ đây anh em sẽ đăng nhập cái Gmail ví của anh em nha. Rồi khi anh em vô cái ví á, nó sẽ có một cái gọi là cái địa chỉ ví của anh em á, anh em ấy vào đây, anh em làm hai cái này vô. Thì đây thì đó, nó thì khi mà mình hôm qua thì mình có chơi một cái bản á, mình chơi thử một cái bản Hiệp Khách Giang Hồ của cái thằng Vô Game, nó mới mua bản quyền nó mới ra hôm qua anh em. Thì gọi là của Việt Nam mình mà làm thì anh em biết rồi. Nói chung thứ nhất mình vô mình coi đồ họa bên đó không xấu lắm, không có được đẹp, với lại vô nói chung là làm kiểu như mua về làm chơi cho có nên em nó không đẹp. Nhưng mà mình cứ tưởng đâu gameplay của nó, thì mình nghe con này ra cũng lâu rồi, cũng kêu sẽ ra của bên đây có. Mà thì ở đây ví dụ như anh em muốn chết thì anh em chết ở đây đó. À, đợi mình xíu đây. Thì ở đây thì anh em có thể thấy đây, đây nè, chui căn hộ này đó, cũng là Hiệp Khách Giang Hồ đây nè, đó thì của On Limit đây nè. Thì đó là chép lên nó, thì mình coi ra thì mình chơi thử cái gameplay kia, mình tưởng nó là nó sẽ giống gameplay này, nhưng mà khi mình lên mình coi lại cái demo của cái thằng này á thì nó hầu như là bộ skill nó sẽ làm lại nha anh em, nó làm lại, nó trau chuốt, nó làm lên gọi là kiểu như đồ họa nó làm đẹp hơn. Thì đây mình sẽ xem sơ qua của đồ họa của nó này. Đó thì nó kêu năm 2022. Thì có nhiều bạn là cũng nghe rồi thông tin là chắc tháng tới nó ra đây. Đó anh em có thể thấy lại skill không? Nó sẽ làm trau chuốt đẹp hơn là bên kia. Đồ họa luôn nó sẽ làm đẹp hơn. Thì ở đây nó sẽ có 2, 4, 6, 7 cái lá nhân vật nha anh em. Thì nó theo cái kiểu là theo đồ họa chibi. Thì 7 cái class nhân vật đây. Đó thì mình thấy đây khi mà về đây làm mình thấy nó trau chuốt lại nhiều hơn rồi đó. Nhiều hơn mấy bản bên kia, đẹp hơn. Thì là nếu mà cái con game này có một đồng ra vô giống như kia thì mình mong là nó cũng sẽ hay nha. Cái con này nó gọi là phát, nó có cái bản launcher anh em à. Là chắc mình nghĩ nó sẽ ra đa nền tảng giống như con Mifor, sẽ vừa trên mobile nó sẽ vừa có bản launcher cho máy tính luôn.
Thì đó, đây là nhiều mấy hệ class của nó, đây nó 7 hệ class. Đâu ra bốc xin. Đó thì anh em có thể coi sơ đồ họa của nó đó. Đó rồi thì tiếp theo. Rồi thì tiếp theo thì mình sẽ quay về khúc đầu nha. Rồi. Rồi về ngay khúc đây. Thì cái chỗ đây này, nó kêu đây thì nó sẽ cho cái phần quà nhận trước khi mà anh em đăng ký cái Gmail trước. Chứ gọi là cái Gmail nào để sau này anh em vô anh em để anh em chơi con game đó nha. Thì cái phần quà đây là cái đây là đăng ký Gmail này. Còn cái phần bên đây á, là sẽ là để đăng ký anh em đăng ký ở trong cái chỗ để tải ở Apple Store hay là ấy á. Mà hiện tại mình chưa thấy bên đó. Thì đầu tiên là ở phần đây. Anh em sẽ đánh cái Gmail mà để sau này anh em chơi cho mình. Rồi anh em nhấn vô cái này. Xong anh sau đó anh em đăng nhập vào cái Gmail của anh em. Anh em nhập đây nè. Để anh em vô cái Gmail á, nó sẽ gửi cho anh em một cái đoạn mã, một cái mã đoạn code á. Anh em sử dụng đoạn code đó anh em nhắn vô đây. Rồi anh em verify là được nha. Là mình đăng ký trước để sau này mình lấy cái phần quà đây nè. Còn cái phần đây thì mình chưa thấy ở bên cái Google Store đây. Google Store đây nè, mình đâu rồi, Google Play nè, đó. Đây thì nó chưa có nè. Đó khi mình chuyển qua bây giờ nó như thế này thôi. Nó chưa cho gì hết. Còn Apple Store đây. Đó. Đặt trước chưa đặt trước luôn. Đó. Thì nói chung mấy cái này thì anh em nào mà anh em chuyên anh em biết hơn mình thì anh em có thể làm tốt hơn mình nha. Rồi, thì tiếp theo á nó sẽ có một cái phần gọi là cái phần nó cho trước anh em nha. Rồi cái đó chạy ra mục tiêu rồi. Đây, cái đó là đây là cái tặng phẩm tiếp đây. Đây. Thì cái tặng phẩm tiếp cái tiếp đó đây là cái quái vật Evan của nó nha anh em. Thì cái con này nó cũng giống như cái con đợt vừa rồi đắc Eden mình làm thôi. Thì anh em trước hết thì anh em có cái đường link này qua cho giúp mình nha. Anh em có đường link này qua giúp mình. Anh em qua cái gọi là anh em mở một cái Bluetooth tắt lên. Hoặc là anh em làm trên điện thoại cũng được nha. Nhưng mà ở đây á thì theo mình nghĩ trước khi ấy thì anh em nên fix ID trước đi. Do tại nó chưa có hiện đây. Thì đây, thì anh em cứ vô đây giống mình thì cũng phải có một cái tweet, một cái file nha anh em. Thì đầu tiên nó sẽ hướng dẫn anh em làm hết cái này để anh em nhận này. Đó, đầu tiên cái này đi. Đây, nó kêu mình đăng nhập vô đây. Đó. Hình như là để mình làm cái đây mình đăng ký rồi. Đâu đây, mình tắt cái này đi. Mẹ nó chết, sẽ ít mà nó không ra rồi. Đây thì ví dụ như cái Gmail đây đi. Mình nói chung thì mình sẽ làm lại một cái Gmail khác cho anh em dễ mường tượng nha. Đây đi. Đó, thì mình bắt buộc mình phải lên đây mình mở cái Gmail mình lên. Ví dụ mình đăng ký trong đó. Thì thay vì mới nãy ở trong ở cái phần đây nè, cái phần trên đây nè, anh em không cần làm trong đây, anh em chuyển thẳng qua kia anh em làm cũng được. Đó ta. Đợi anh em đợi mình xíu nha. Sao nó cho mới nãy bên kia mình một cái kia là mình đã làm được rồi. Để mình thử lại cái khác nữa. Do tại mới nãy cái bên kia là mình làm rồi anh em. Thì đó thì cái chỗ đây khi anh em làm á, thì nó sẽ đưa anh em đoạn mã code. Cái đoạn mã code xuống á, rồi anh em nhắn anh em anh em vô mail anh em lấy code anh em dán vào đây. Rồi cái anh em verify chỗ đây là được, ok nha. Đó. Đó thì do tại mình làm rồi. Bây giờ cái video này là để mình coi được rồi. Tiếp. Đây thì nó sẽ có một cái trang tiếp không để cho anh em đây nè. Đó. Đây nó cho mình làm gì không biết. Thì đây nó sẽ có thằng sàn thumbnail guide.
đó, mấy cái sàn mà cái đồng có thể giao dịch được anh em đó. Thì đây cảm ơn đó. Rồi thì tới phần tiếp theo đây thì nó sẽ kêu là mình tham tham gia vào cái đội nhóm của nó. Đây thì mình chấp nhận lời mời đi. Mẹ nó còn comment nữa. Đây à, cái đây là nó làm cho mình gọi là mình tạo tài khoản này anh em. Tài khoản của cái gì trong đây, cái cá đội nhóm gì đâu đây, mình cứ làm đại đi. Đi quá rồi em ơi, mật khẩu hả? Xây tôi là con người, anh kêu mà làm gì đây? Vui lòng nhắn hình ảnh có máy bay, máy bay, máy bay, máy bay, máy bay thế này mới được. Rồi rồi khỏi tải mưa đây, làm cho có thôi rồi con tiêu. Má nó bắt mình rồi đó, đăng nhập Việt Nam ơi. Rồi với điện tử khám phá với con đi, với phê duyệt cho thị xác đây nè. I need to cái what the fuck gì đây? Bạn cần đồng ý và accounting gì đây đó. Kệ nó tính sau. Được chưa? Ủy quyền nè. Thu âm mic. Phê duyệt. Gì đó trời. Khó thế nhờ. Thu âm mic mới. Làm ăn khó thế. Rồi còn gì nữa không? Gì chuyện kể trước khi ngủ. Lắm trò nữa. Còn gì nữa, gì nướng bánh gì đây, đăng nhập sao mà một ứng dụng bên ngoài. Thôi bị nhây rồi nha. Khám phá với ông với số nó nhóm của bạn. Này nó làm thiệt mệt thiệt cái nhá. Ủ một chút ấm trà cái gì đây? Dù nít ve thôi kệ cha nó. Thì cái chỗ này anh em nào ấy thì anh em ấy với mình nha. Rồi thì còn mấy cái chỗ đây tôi biết thì anh em cứ follow nó. Follow nó bình thường như hồi bên con đất yêu mình yêu đình nhà anh em. Đó thì anh em continue cho nó xoay thôi. Đó thì nó kêu mình ấy cái đây. Đó anh em request là được. Em xong rồi em bấm như này. Rồi thì bên đây chuyển hướng qua Facebook. Như đây. Thích.
Rồi thì cái đây là nó sẽ chuyển hướng mình tới Google, tới tới bên YouTube của nó. Ở đây nhiều khi mình xài cái mấy cái bản này nó hay bị lỗi, bị này nọ lắm này. Nói chung do tại mình đây thì mình rút kinh nghiệm từ cái con kia của mình ra rồi, nên mình thành ra là khi mình làm cái này thì mình không có sử dụng cái Gmail chính của mình nữa, mình sẽ sử dụng một cái Gmail loan của mình để mình làm cái này. Get extra gì anymore visualin gì đây, để mình coi đây là, để mình dịch đây là cái gì đây, giới thiệu bạn bè để có thêm một, à đây cái phần đây là giới thiệu bạn bè, thì anh em cứ vô Facebook anh em giới thiệu thí sạc vậy đó. Rồi anh em quay rồi tôi quýt mất lắm thế nhà. Tôi làm gì có cái nãy đó, Telegram Gmail gì đây nữa, xong giờ đó thì còn cái phần đây là anh em đăng nhập cái địa chỉ ví WeMeet giống như hồi bên con đất Eden đó mình chạy anh em á, thì cái địa chỉ ví WeMeet của anh em là cái đây này, cho mình vô đây nha. Đây thì cái địa chỉ ví WeMeet của anh em là anh em nhắn vô MyWeet đây nè. Đây, đó là cái địa chỉ đó anh em copy address được. Anh em nhắn đây. Cái xong mà anh em qua bên đây. Anh em dán này vô là được. Đó, anh em dán địa chỉ ví anh em vô là được. Đó, vậy đây. Thì còn hai cái phần này thì anh em vô anh em coi giúp mình nha. Mình nói cho tiếng Anh nhiều quá, mình vừa dốt tiếng Anh mình dốt ngoại ngữ lắm. Thì mình mò ấy xong mấy cái này á. Thì còn ngay chỗ cái này nè, thì bên cái đăng ký Apple Store là khi anh em máy vô anh em nhắn đây thì nó sẽ chuyển hướng qua kia cho anh em, mà mình không biết sao nhưng mà chắc có khi nếu mà anh em không được á thì anh em đăng ký lúc mà anh em vô trong đây nè, anh em đăng ký thẳng từ trên đây giúp mình nha, thì có khi anh em đăng ký thẳng lên đây thì nó sẽ được nè, ở đây chỗ đây nè, đó anh em đăng ký chỗ đây nè nè thì nó sẽ được nha. Rồi thì nói chung cái con này thì đây đó, bây giờ ở trên YouTube đây, cái ấy của YouTube của nó đây, Google Google đây nó ra rồi, nhưng mà mình thấy nó là để thế giới, nhưng mà sao mà mình không hiểu sao mà tự nhiên lại bên phía Việt Nam mình đây mình lại tìm không ra, thì chắc khả năng là chắc phải đợi thêm ít ngày nữa để coi nó thông báo như thế nào anh em. Còn thì mình sẽ để, thứ nhất á là mình sẽ để tí nữa trong dưới phần mô tả mình sẽ để cái link web chính của nó, trang chủ của nó, thứ hai là mình sẽ để cái link event của nó cho anh em nha. Đó rồi thì anh em có gì anh em cứ vô đó anh em làm. Thì còn chỗ đây thì anh em máy đây để anh em nhận cái này này đó. Rồi còn khi nào mà ví dụ như nó ra nó có vấn đề gì thì mình tìm hiểu thêm, nếu nó có vấn đề gì thì mình sẽ làm clip mình up lên tiếp, mình thông báo lại cho anh em nha. Rồi thì nói chung hôm nay mình cũng làm clip mình giới thiệu sơ cho anh em, nhiều anh em còn đang thắc mắc cái con này có phải của WeMeet được không á, thì mình làm lên cho anh em dễ tìm hiểu luôn. Rồi thì nếu mà anh em thấy thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nếu có bất cứ thắc mắc hay là có ý kiến gì thì anh em có thể để dưới phần bình luận cho mình. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng clip tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.